Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Battlefield 2 tiếp. Lâu rồi bữa giờ mình nghỉ cũng cần cả năm nay mình nghỉ game Battlefield 2 này rồi. Thì lần trước mình chơi á, có bạn đề nghị mình là nâng cái số lượng lính ở trong màn chơi lên. Thì mới lúc đó thì mình chưa biết làm, nói chung là mỗi map lần này nó cho chúng ta có 16 lính thôi các bạn. Tức là cho cả hai phe, tức là mỗi bên có 8 lính, ra nhiều lúc chơi nó hơi ngán. Đúng là mình thừa nhận lúc đó chơi thì tuy cái cảm giác bắn nó khá là sướng tai, nhưng mà chắc các bạn cũng hiểu là nguyên một cái bản đồ mình nhìn nó cũng bự bự kiểu này, mà có mỗi bên có 8 lính bắn nhau thì nó không có đã một tí nào cả. Nếu mà so sánh, nếu mà tính theo tỷ lệ của map PUBG thì gì cũng hơi ít. Thành ra bữa nay mình đã nghiên cứu được cái cách để mà nâng cái số lượng boss trong màn cho, tức là cái số lượng AI mà nó điều khiển á. Thì tổng cộng bây giờ sẽ mỗi bên sẽ có 16 nha các bạn. Tức là tổng số lính trong màn sẽ là 32. Mà hình như 32 đấu 16 đấu 16 hình như cũng là trong CS là nó cũng rất hay thích chơi cái kiểu này. Tại vì 88 thì thường nó hơi ít, 88 là phải chơi map nhỏ, chứ mà map cỡ trung bình như này là chơi không có đã, chơi không có đủ, tại vì nhiều khi là đi di chuyển còn nhiều hơn bắn nữa. Rồi ok, nói sơ sơ với nhau vậy. Rồi bây giờ chúng ta vào đề chính. Thì mình trở lại với cái map này ha, và hôm nay thì chúng ta sẽ vào vai quân đội Mỹ. Mình thì không đủ trình để bắn tới mức hợp boss. Nói chung là mình chỉ giỏi chơi cái nào mà nó là dạng để nói sao ta? Nó là cái dạng mà chiến thuật theo lượt thôi. Chứ còn bây giờ mà các bạn kêu mình chơi mấy cái game hành động kiểu này thì mình chỉ có thể chơi được ở mức trung bình. Nói chung là nó có bao nhiêu mức thì mình chỉ chơi được ở cái mức ở giữa thôi. Tức là ví dụ 5 mức thì mình chơi được mức 3, mà 3 mức thì mình chỉ chơi được mức 2 thôi. 7 mức thì chơi được mức 5, ví dụ vậy. Ê, là xin lỗi, 7 mức thì chơi được mức 4, mình nói nhầm, xin lỗi các bạn. Rồi đó, rồi ok. Rồi bây giờ thì chúng ta vào vai quân đội Mỹ rồi các bạn. Và mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với lại mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu với lính bắn tỉa đi. Mình thì khá là thích bắn tỉa. Đúng rồi, đơn giản là tại vì bắn tỉa nó có tỷ lệ sống sót cao hơn dung dị trơn á. Không, cái này là sự thật các bạn. Do là lính bắn tỉa thì thường sẽ dứt điểm mục tiêu ở cự ly xa. Và tất nhiên là khi mà đứng ở xa thì khả năng cao đứng sau đội hình đó, thành ra tỷ lệ trúng đạn sẽ thấp hơn thôi. Rồi đâu thấy rồi đâu, súng máy này cũng khôn, nó thấy mình rồi nên. Nhưng mà súng máy bị một cái là bắn xa thì sẽ bị tưa cái đạn ra, hình như nó đang lấy sẹo ấy, hên quá. Ồ, chỗ núp này không tốt, dễ bị nó thập một cái. Trời ơi là trời, vừa vô thôi là đánh quên mất. Mà cái game này nó còn đồng đội phía sau đi, nó còn cán cho thêm một cái nữa. Trời ơi, chỉ làm không để ơi, quên mất game này là nó có rất nhiều phương tiện giao thông, nó không giống như là Call of Duty lên ẩu kiểu này nhiều khi đồng đội nó cán. Tại vì là cái lái xe trong cái game này nó hơi khó các bạn, nó không có dễ ăn như là chúng ta chơi một số cái game đơn giản đâu. Dù các bạn lái tăng cho Call of Duty 2 thì còn dễ, chứ còn chơi trong game này thì nó cũng thuộc diện là hơi khó đấy. Rồi đây, ôi trời ơi, con T90 của nó. Khoan đã, nếu vậy thì mình đột kích đường này luôn. Tại mình không có mặc giáp các bạn không, thành ra là mình leo nó, mình di chuyển nó nhanh. Trời ơi, giờ tính cài mềm nó, đồng độ mình nó lên mèo quá. Cứu thương thì nó chưa lên tới. Có lẽ vừa vô chơi cái này không được, mình phải chơi cái đơn vị khác, tại mình không có giáp. Cứu thương nó ở xa quá. Nghe nè, cầm này theo bắn áp chế, mình có giáp mình chịu trận được. Nhưng mà các bạn thấy không, mình mặc giáp thì mình lại chạy không có dai sức. Mình cái thể lực của mình nó bằng không nửa cái thằng không mặc giáp rồi. Rồi nhưng mà thôi kệ nó. Ít nhất là mình con cũng lụ để chống cơ giới. Mình qua đã ăn ở cự ly này, mình bắn điểm kích phát mộ và sẽ ngon hơn. Lại nữa, quên mất không được nằm giữa đường. Toàn quá vô, toàn toàn được vì anh em mình nó cán chết không này. Thiệt, quên mất không được nằm giữa đường mà bắn. À, rồi, anh em cho anh em đi đường đó đi, mình đột kích đường bên này. AI nó có trùng, nó có cùng tư tưởng với mình. Được cái súng này điểm xạ cự ly xa. Hình như ở vị trí này mới là bên bắn tỉa nè. Này nhìn nó nghi quá. Biết ngay là cái thùng nổ mà.
có đứa nó bắn mình mà khói đằng xa tao mình không thấy cái gì hết trơn. Ờ, nằm bò từ từ lên thôi. Để đi cơm cơm vậy. Thằng đó là chưa chúng tăng. Ra thằng đó mình chống được. Rồi ok. Rồi thôi còn 6 phát bỏ đi, đạn mình nhiều vậy, với lại có bản thì nó có cái thằng mà hồi đạn. Rồi đây. Súng của Mỹ bắn điểm xạ 3 phát đó, nó dễ ăn hơn. Nó đông đông gì mà không vừa phóng lụ hốt ổ rồi hơi uổng. Trời ơi vừa mới lên được đạn. À hay quá, mình có thể lên ở vị trí này. Hay là mình thử giác cái súng máy này mình càng thử coi. Có đứa nó tính hình như nó lại nó lút đồ của mình hay sao ấy. Đây. Được đạn tưa quá, mình bắn cái ghế được rồi. Friendly soldiers and vehicles indicates their ammo. Đâu trời ơi, đủ hàng đồng đội ngáo nó còn chặn tầm nhìn của mình đấy chứ. Đó dù nó đang xung phong lên như nào mình bắn áp chế thì mới thành công. As support, you will automatically rearm your teammates next to your vehicle. Cho nó thưởng thức súng máy của chính nó luôn. Con này là súng máy hạng nặng đó các bạn, còn con mình cầm là súng máy hạng nhẹ thôi. Live machine gun thôi. À, nó bắn là phải nhả nhả vậy mới đúng nè, chứ không phải là càng như mình nãy đâu. Càng như mình nãy nó xấy đạn bay là vậy hết trơn. À, nó trốn rồi. Súng của mình thì đựng sát nó không được cao. Rồi tôi núp đây anh em bắn đi. Rồi mình, như mình đang cầm con cây M240 thì phải. Chả biết cái súng này là súng nào nữa. Mỹ thì cũng như xài cái M60 với cái MB20 vậy. Ê, xin lỗi là này mình đây nha. Ta lại chạy lên ngay cái nòng súng người ta đấy. Được rồi, chạy lắm. Đủ rồi, cầm cây này mới đủ lực bắn áp chế nó. Mình có giáp luôn, ra nãy giờ mình có cái sói chứ không có hết máu đâu rồi. Mà đụng cái xe tăng là coi như mình vong. Ê thằng này chống tăng lên bắn con tăng đó coi. Tại chưa chiếm được cái điểm đó, chưa giật được cái tăng đó. Này rồi. À, cái thằng kia nó vừa nhảy xuống làm cho nó ăn đạn. Ôi trời. Ẩu rồi, ẩu rồi. Ngoài là mình đã thế rồi. Ê cứu thương đâu, lên cứu giùm cái. Thử dùng lực lượng Special Force coi. Lâu quá không chơi, không có nhớ khúc nào, địa vị trí nào là xài vũ khí gì. Toàn chọn đại không. Ờ, cây này được nè. Rồi, anh em từ từ để tôi. Cây này thì nó bắn liên thanh kết hợp với lại bắn từng phát. Còn súng kia là bắn 3 phát. À, anh em đâu hết rồi, trời ơi nó lại ở dưới. Không có thằng magic nào ở đây cả. À có hả, cảm ơn. Rút nhầm súng ra rồi. Này nó có cái điểm nó nhắm này là dễ bắn hơn so với mấy thanh thanh niên kia. Hiểu rồi, mấy đứa đâu lên cứu giùm cái. Nó sợ quá, nó lùi lại rồi. Được, thằng này không có giáp gì trời, không được các bạn. Thế trận thì đang lợi cho mình, tại nãy giờ mình giết được nhiều hơn. Mình đang đứng đầu bảng về số lượng giết được của địch luôn. Thằng này tính lên chiếm điểm. À, tính thừa cơ đột kích hả chú em, đâu có dễ vậy. Xe tăng của tôi. Cái xe tăng tội nghiệp của tôi.
lui không, nó sẽ tăng T90 nó lên rồi chơi không lại đâu. Cái xe tải của nó thì mình chơi được, chứ còn xe này thì thua. Khẩu pháo ở đây vong rồi hả? Nó chơi tôi. Trời ơi, mình lấy dao mình đâm không lại. Tại nó đâm được mình nhát rồi, mình mới đâm lại nó không nhát rồi không thấm. Tính lên chụp cái súng chống tăng để mà hạ cái xe cơ giới của nó. Rồi, ok. Sao? Đội mình nó về nó lấy xe. Cảm giác bắn vô battlefield thì nó luôn luôn đã của duty. Bắn ba phát này nó tiết kiệm đạn các bạn. Chưa là bắn mà muốn chuẩn thì phải nhấp nhả gì thì lại trúng cao hơn. Đúng là chơi đông đông vậy nè, nó lên rất là nhanh luôn, mình không có lợi dụng nhiều pha để mình bật kích được. Tại vì càng đông thì cái tỷ lệ của mình nó sẽ giảm. Tại vì bình thường mình chơi 8-8 á, nó mình thì mình được cái là mình đông. Cái lượng nó ít á, mình nhiều khi mình tạo ra khoảng cách mình nhào lên mình chiếm điểm được. Còn cái kiểu này thì nhiều khi mình sẽ bất lợi khi mà mình cần chiếm điểm. Kỹ sư thì thôi mình không cần. Quan sát lại cái súng máy lên nè. À, đồng đội mình kiếm lại được rồi, tốt. Nếu như muốn có xe thì phải quanh về. Nhiều lúc đồng đội mình nó quay về là để nó lấy xe đó các bạn. Thật ra nhiều lúc mình thấy mình mắng oan đó, mình cũng tội. Mình chết 8 mình giết được 41. Coi như là mình chết 1 thì mình giết được 5. Cũng coi như là lời. Như là mới đầu ít như vậy. Ủa? Ờ. Ê, anh em bắn nhầm người rồi. Friendly fire. Hoặc là không, mình đập thì có kẻ thù của bạn. Đội mình nó cũng mới kiếm là điểm được xong. Mày núp vô. Thử cái thằng đỏ nồng rồi. Quả lực không đáp ứng đủ. Đây. Lại bị cướp điểm nữa rồi. Anh em đâu? Cứu tôi. Đúng rồi. Lên đây cướp lại điểm nào. Nó phá mình quá. Cứu giùm cái. Tôi đang bắn áp chế nó mà anh em để nó bắn tôi. Lấy cây này đi. Tăng nó tồi rồi. Cho nó một quả. Đáng muốn nạp lại đạn với đạn phóng lựu. Mình chọi với được khói rồi mà không phát nổi. Cái gì ta? Mấy thằng quân y đứng đầy đó mà không thằng nào lên cứu mình được hết. Thật ra mình hiểu một phần là do hỏa lực của nó áp chế á. Chứ không phải là đồng đội mình nó không muốn xông lên đâu. Nãy giờ chửi cho đồng đội xíu cho vui thôi. Chứ thật ra mình biết là sao nó lên rồi nó lùi lại. Mình nằm ở cái vị trí dễ ăn đạn của nó đâu có dám nhào lên nó cứu. Ai cho chú cướp cờ? À, đồng đội mình nó đứng trên đó nó đép rồi. Nói chung là mình có thông minh hơn máy thì mình cũng chỉ là thiểu số thôi. Thành ra là chơi 8 đứa thì sức mạnh của mình, ví dụ như giờ mình nếu như tính tỷ lệ nãy là mình cho mình năng con mình bình thường là mình rất là mạnh luôn, nhưng mà qua đây thì cái tỷ lệ của mình trong đội hình nó giảm xuống rồi. Cứ tạm thời cho là 10, để coi bình thường là 10, cái này là 16 đúng 16 đúng không? Thì mình tính năm coi như là mình tính mình vô 16 luôn rồi thì mình được 20. Thì tỷ lệ này là 20 chọi 16. Bình thường cái kia là hành còn cái kia là 13. À không, 12 thôi, 12 chọi 8 thì tất nhiên là tỷ lệ kia mới kia của mình nó cao hơn. Rồi ok. Nói chung là do mình giết được nhiều hơn cho nên là bây giờ mình cũng đang có lợi thế về điểm. Mặc dù là mới vô là nó có điểm nó lợi thế mà tại nó đang giữ cái 3 điểm.
võ thực chiến đấy. Cái này thì mình đi chắc rồi. Đây, lấy thằng chống tăng ra mình chơi. Nó đưa xe lên rồi là mình phải dùng súng chống tăng. Wow. Cái này súng chống tăng này nó đạn lệch nhiều. Ồ, chọn sai rồi, lẽ ra phải lấy một cái món vũ khí khác. Rồi đây. Nó có chức năng lụm đồ giống như CS nha các bạn. Đây là cái vị trí mà mình thích nằm bắn nhất luôn rồi. Nằm được chỗ này là tốt nhất luôn á. Đạn lụ trong này nó khó canh hơn mình có Liberty. Nhưng mà canh bắn trúng được rồi nó rất là phê. Trời ơi, mình đang nhắm cái thằng kia. Ai trúng con nào. Nó ném vụ đạn mình các bạn. Bắn áp chế không kịp. Phải bắn cái này đi. Bắn liên thanh mình thấy nó tỷ lệ trúng nó cũng không cao. Bắn ba phát nó chuẩn hơn. Nó chưa đưa được xe tăng lên thì mình còn cơ hội mình gỡ. Ồ, xe tăng. Ây da, xe tăng nó chơi kinh đấy. Chết rồi một thằng. À ha. Cho chú một quả. À thắng rồi, thắng rồi. Còn mình còn 43 điểm. Như là mới đầu cái thế mình xấu nhưng mình chơi được. Ok. Tỷ lệ để coi. Tỷ lệ của mình là 58/13. Rồi ok. Tỷ lệ mà sau khi trận đánh nó đánh xong rồi còn rớt xuống một xíu. Không sao. Điểm mình cao nhất. Rồi ok, làm tiếp ván nữa nào. Để coi giờ mình chơi thử phe bên này coi qua đây nó có cái gì khác không. Rồi đây mình lấy Titan. Rồi. Mình chọn vị trí này là tại ra đây mình chụp súng máy mình bắn luôn cho nó lẹ. Rồi lính Mỹ thì nó sẽ đi lên bằng đường này, một trong hai đường này thôi, vấn đề là xe hay lính nó lên trước. Đồng đội mình rồi nó sẽ tiến lên thôi, mình đứng gì hàng đầu luôn. Khói không à. Ra anh em cứu tôi. Vừa mới bắn bóp cò bắn cái quả bạn bay đi biết trúng không. Ờ cảm ơn anh em. Bắn được cái thằng đó ở trên xe tăng. Đúng lúc hết nó mới cổ chứ. Cái đồ đạn nằm ngay đó là đứng lên chạy đâu có kịp. Ồ, nó đông nó lên đạn quá. Đồng đội mình nó cứu mình hết nổi rồi. À được rồi, để tôi đi đi, tôi quay lại sau. Bây giờ có lên thì cây chống tăng nó cũng hết rồi. Đây. Cây tăng cho mình đúng không? Làm sợ bắn lộ lắm. Không có nhu cầu. Vô nhầm, vô nhầm. Tôi muốn dùng súng máy cho mà nó đi cầu súng tăng. Đây là tăng được súng máy lên thủ là ngon. Súng máy để chống bộ binh, còn rocket của mình để chống tăng. Pha nãy là tại vì nó ở xa mà nó bắn chuẩn quá. Hình như xe của Mỹ nó có cái chiêu phóng tên lửa nó dò mục tiêu hay sao ấy. Con đó nó vừa chống bộ binh mà nó vừa chống tăng luôn. Có điều là cái súng của nó thì nó bắn tăng ngon luôn. Trời ơi, nó đục kích kinh quá. Cảm ơn em.
Rồi anh em để tôi. Nó cứ chơi cái chiêu phun khói. Mấy thằng này cũng giỏi binh pháp chứ, chơi cái chiêu này gọi là mang thiên quá hải nè. Ồ hay. Bắn cháy ngay. Lên mà không có sự hỗ trợ thiết giáp là ăn đạn ngay. Một trắng ở đây không có nhiều, mình bắn kiểu này được đó, súng máy phải bắn kiểu này mới đúng nha các bạn. Đó là chúng ta nhấp nhấp cùng loạt đạn như thế này nè. Chứ quay chúng ta bắn áp chế, bắn cái kiểu rồi bắn càng bắn che cho đội xung phong thôi. Và mình chúng ta bắn che cho đội xung phong đây, nhờ tại địch ở xa quá không có bóp đi cò đi cực rồi. Cái này là bắn cái xe của nó thì cứ dồn hết nỗ lực lên chơi. Cái nòng đủ rồi. Con này là món hàng cái chỉ liên với Nga là khá là ngon. Nó xài cái ống đạn tròn tròn này nhìn cũng dễ thương. À, được rồi, được rồi. Mình không lên được đâu mặc dù mình có giáp, nhưng mà tại súng mình bèo quá. À, cứ về đi quân Mỹ thua sớm thôi. Phát thôi, bay cái nóc nó rồi. Có mình ở đây thì mình chỉ cần mình còn tên lửa đạn chống tăng, súng máy là không bị hỏng là xong. Nó không đột kích bên sườn thì mình không sợ đâu. Giờ hỏa lực của mình đang chiếu ưu thế trực diện, đồng đội mình đông nữa. Bụng mình là đơn vị AC trong đội nữa mà. À, tại AI nó ngáo thôi. Nó dùng khối để mà nó xong xung phong á. Nhưng mà tại vì nó... Trời đất ơi. Trên thực tế quả đó là mình bay rồi. Tại cái game này nó chưa có cái cơ chế phá hủy ý. Cái câu quả đó là mình bay mất tiêu rồi. Đúng rồi, xuống máy di động lên đi, lên đi. Mà này mình không cướp được cái cờ của Mỹ nha. Tại mà này đúng lý là mình thủ của Mỹ công. Ok. Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy? Rồi, đây là sao? Đăng Mỹ hầu như không lên được các bạn. Nó chỉ cần xông lên tới đây là hầu như nó bị bắn cháy. Nó như là không có người chơi trong đội, không có đơn vị AC thì nó không được kích được. Ở đây trường hợp này nó muốn chơi với mình nó phải xài bắn tỉa. Tại mình đang súng máy mà mình đang đứng cố định như này, nó muốn phá cái thế thủ của mình nó không có bắn tỉa. Mà súng bắn nó hồi lại không dùng lưới bắn tỉa mà nó cứ dùng bộ binh nó tràn nó đánh như này. Cái đường này hẹp nè. Mình cứ đánh lấn lên là nó chết. Chúng văn nào hết. Ấy chà. Nó lúc thấy ai nó giỏi nhất là cái mảng đó là quýnh trận chiến nha. Nó chạy vào có đâm phá là dính. Không cần nhắm luôn, bắn dẫn trúng cho chú em. Anh em dính dính mà nó không chết cũng may là có không phải mình là hàng không tăng duy nhất ở đây làm đội mà nó xông lên chỗ này thì nó hỗ trợ mình tốt, mình đỡ chúng đạn, nhưng mà nó lại chặn cái tầm bắn của mình do cái súng máy của mình nó bị hạn chế góc bắn. Bởi vì mình ở cái thế nó cao lên á, mình không có sợ chúng bắn của đồng đội. Nhưng mà cái kiểu này á, mình rất sợ bắn chú đồng đội. Súng máy thành ra đôi khi nên đặt trên nóc nhà thì sẽ hay hơn. Đặt dưới đất giống vậy.
pha đó nó chọi lựu đạn hơi bị xa đấy. Súng này của mình thì được cái nhiều đạn mặc dù nó là thủ liên. Anh em cứu tôi. Vô tình mình nói cho đôi lúc khi các bạn sống dậy đôi khi các bạn sẽ lụm nhầm đồ của cái thằng ở kế bên nha, chứ không phải đồ của chính thức của mình. Chà, chơi đông đông chỗ này vui phết chứ đùa đó. Tại nó cái độ khó nó tăng lên. Rồi ok, con T90 của mình thì ngon con tăng của nó, nhưng mà do mình trúng đạn tăng mình trúng đạn trước. Cảm ơn đã cứu. Tôi nằm bạn đâu. Trời ơi, không kịp bắn. Súng máy hàng nặng của nó bắn đau quá. Màn này cái thế của quân Mỹ yếu hơn các bạn. Nhưng mà được cái nó xuất phát từ một điểm á, nó cho nhiều điểm xuất phát là nó cũng lợi. Rồi ok, mình giết được hai đứa. Rồi sau đó mình cũng chết. Lần này tỷ lệ của mình có vẻ thấp hơn. À cũng không, 34/4 thì cũng cao đấy chứ. Bao nhiêu là 1/6 rồi còn gì nữa. Thế lộn phải, 1/8 luôn chứ lộn. Ây da, mình bắn đúng rồi đó nhưng mà cảm ơn người em. Lựu đạn ở đâu mà nó chọi kinh dữ vậy. À nó chiếm được một điểm rồi. Thôi được rồi, chơi kiểu này hoài cũng chán. Phe này thì nó được cái là cái bắn tỉa của nó là cái bắn tự động, nó ngon cái bắn tỉa của Mỹ. Cái bắn tỉa của Mỹ bắn mạnh hơn nhưng mà nó lại phải bắn thành phát. Cầm AK bắn những khá là thích. AK điểm xạ cũng khá là ngon. Cái tiếng của AK nổ thì nó uy lực hơn là tiếng của súng của Mỹ. Tiếng là cái đạn lựu này thì không có chức năng chống tăng nữa. Gần hết máu rồi, Mỹ nó mới lấn lên được một điểm, lấn chiếm được một cái cầu. Nhưng mà nếu cứ thiệt hại kiểu này rồi hoài nó cũng thua. À, giờ tử mình giờ cao quá. Không thấy đường luôn á. Mấy cái lần mình nó tung khói cái này lên nhiều khi mình thấy mình lên ẩu mình sợ luôn. Rồi ok, tôi anh em cảm ơn. Gáp dày quá rồi, thôi mình thắng. Điểm mình cao hơn lần này, chơi hơi lỗi, có lẽ nên chơi em phe mát này thêm lần nữa các bạn. Lần này rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ dùng thử thằng kỹ sư. Còn lý do mình chọn kỹ sư là tại vì mình sẽ dùng cái chiêu cài mền để coi chiến thuật này có hiệu quả hay là không. Cây này của mình là shotgun này, không mong đợi gì với nó rồi. Mình còn có chức năng sửa xe nữa nha. Không biết là ai nó có thấy mìn mình cài không, tại mình lưới đây là mìn chống tăng nha chứ không phải là mìn chống bộ binh. Cái mìn của hàng bắn tỉa quăng ra mới là mìn chống bộ binh. Thôi mình nghĩ là mình nằm xuống đi,
nhiều khi ăn nguyên quả tên lửa nữa. Mấy ông Mỹ này ổng chơi mấy quả tên lửa bắn kinh lắm. Nãy mình núp ở đây cũng nói chung là có cái vàng này nó đỡ cho mới sống sót, chứ không có cái đồ chỗ đỡ này mình cũng toi rồi. À, dính chấu quá đẹp. Đây, mình không bắn được cái xe tăng nhưng mà mình có bắn được cái thanh niên nó đang điều khiển cái súng máy. Rồi, anh em lên đi. Con cà mìn này nó không lên được đâu. Nhưng mà mình hết đồ rồi. Nó thật ra nó đang chuyển qua nó đột kích đường bên kia đó chứ đồ. Có ông Medic nào ở đây không vậy? Thật ra cái điểm trên kia chiếm được chứ không mình cũng muốn xung phong. Thế này mình đang xung phong là mình chiếm điểm được mà tại khúc này nó trống trải quá. Muốn xung phong cũng khó các bạn. Một phần nữa mình là kỹ sư giả lính một binh. Chú ý là mình chết là mấy quả mìn biến mất nha. Ôi 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 ôi, thà em. Cái phe cái chiêu cài mềm này mình quả luôn. Anh em dứt nó đi. Tôi yểm hộ cho bộ binh cho. Dính rồi. Lại tên lửa nữa đó. Mình vẫn chưa có miếng mìn ở tại không có thằng nào nó làm bạn cho mình. Kỹ sư này nó có cái chiêu chống tăng khá là hay nè, nhưng mà số lượng dùng bị hạn chế, với lại nó còn hình như là nó muốn hồi nó sẽ khó hơn là cái chiêu hồi tên lửa súng tên lửa của cái thằng chống tăng. Bắn tục tiêu 2 này nó đa dạng cái loại vũ khí chúng ta dùng, chứ nó không có giống như con bắn tục tiêu 2 hai các bạn, con đó thì nó cao ít, nguyên cái lựu đạn luôn. Rồi, đúng rồi đó, anh em giữ súng máy đi, để còn lại đến tôi. Dành tôi đã không có súng cho bắn rồi không? Đây mình có súng thật gân của mình nó bắn xa quá được, cái thuốc này là tự bắn xa. Thuốc gân nó là vô cái thuốc này nó chắc hơn. À cũng như là cái thằng bắn tên lửa thôi mà tại nó không chuẩn quá. Trên thực tế thì mấy cái điểm này của mình là cũng dễ ăn đại chúng tăng lắm á. Nhiều khi nó thấy phá không được nó dùng đại chúng tăng nó chơi luôn. Giống như trong chiến tranh mà mình phụng thủ cái này nhiều khi ăn nguyên quả rồi bây giờ nào không hay chứ đùa đâu. Rồi ok. Xung phong nào. Cái gì đây? À. Cho nó. Ui, thà em. Em lỡ dạy em xin lỗi. Thà em anh ơi. Cán mìn nó chết luôn. Chơi kêu kỹ sư này. À có thằng nó đi phá mìn nha.
này thì phá mền của anh. Tiếng súng nghe đã. Chết mới có hai thôi. Nãy giờ các bạn lưới các bạn là các bạn thấy mình gục nhiều nhưng mà nó tính mình chết ít á, là tại vì á là nó tính theo cái kiểu á là khi nào mình chết thẳng luôn á. Chứ còn ví dụ như mình chết mà theo cái kiểu là đồng đội mình nó cứu mình sống dậy thì vẫn rồi, thì khi mình coi như mình chưa có chết nha. Thì đồng đội mình nó cũng rắn, nó quẹt mình một cái là mình mất máu nó đổ rồi. Rồi ok, ngon nhào vô. Mình cài mền rồi, nó không có nhiều đường, nó tiến vô lắm, mình cài cái đường chính này là coi như nó chịu trận rồi. Ok. À cái này nó không có nhắm theo kiểu bằng đầu nhắm, nó nhắm là nó chung lại rồi. Ai dạ, được, đúng là mình là kỹ sư, mình không được con. Đồng đội xung phong rồi mà mình không xung phong thì cũng kỳ. Cảm ơn anh em. Phen này rồi mình lấn lên được khá là nhiều. Shotgun mà đã áp sát được vô rồi nó bắn thì khỏi chê. Rồi nhưng mà thôi được rồi, em xin lỗi. Em hơi liều mạng tí. Mình thì chả có dịp sửa cho xe đâu các bạn. Bắn lại nữa. Phải bắn xa quá thì mình phải điểm xạ. Thôi tha em xin lỗi. Tự nhiên mình cũng không có giáp thì phải. Nguyên chế lựu đạn. Oh trời. Giật một súng của Mỹ luôn. Ôi trời ơi, nhưng mà mình lại đang không cần cái súng này. Rồi nó chạy lấn lên là nó chết. Nó cắn mềm mà nó vừa trúng tên lửa luôn. Rồi nó chạy đó, vậy giờ mình xách cái này theo cũng được. Nó có chống tăng nữa. Giật được cái súng này của Mỹ cũng khá hay. Rồi cảm ơn em nha. Đồng đội nó hồi máu cho mình. Rồi ok. Tăng nó không lên được luôn. Đúng rồi, tăng nó nổ rồi. Ok anh em lui lại, bắn tỉa thì nên lui lại. Ai xử cái thằng trong tăng đó, nó còn năm thôi, nó mới sống, nó mới tập rồi. Nó bỏ xe tăng rồi, đẩy xe tăng mới còn hư rồi các bạn. Ok, lần này mình thắng cái điểm số cao hơn. Tuyệt vời. Hay. Nói chung là chơi cái chiêu gà mìn này hay đấy. Vậy mình thử chơi quân Mỹ theo cách này coi. Thì giờ mình giết 42 chết 2 vậy. À, thôi cũng được. Hôm qua đó hình như... Rồi thôi sao cũng được. Ok, dán nữa. Lần này mình cầm shotgun luôn. Ủa chưa gì vừa vô mình... À không, nó phải liphi các bạn.
Anh em lên đi, không lẽ để mình tôi. Súng của Mỹ là phải được tạm tay. Cũng tương đối là hiệu quả chứ nó không hiệu quả đâu. Có điều là hồi lên đạn hơi lâu, tại cái nắp có là cái tạng mà nó là cái kiểu đi lên chiên. Anh em đợi xíu để tôi sửa. Đứng lại cho tôi sửa. Trời ơi. Ủa thường đâu, lên cứu tôi đang sửa xe nó bắn tôi này. Thật ra đúng là mình ăn lựu đạn các bạn. Cứu tôi. Rồi cảm ơn. Rồi thay. Này chạy lẹ quá. Rồi ok, ngon. Hai. Cảm ơn anh em nha. Nó lấn vô rồi nó cũng liều đấy. Ở trong những vị trí kiểu này shotgun bắn là khỏi chê. Nó lấn lấn mà kiểu này giống như ba bắn zombie vậy nha. Cầm dao đâm mà nãy giờ bị chú cầm dao đâm mấy lần rồi nha. Rồi đây. Đây bắt ui. Sự nó là cứu tôi nào. Cảm ơn. Ok. Nó phá mìn mình. Mình đánh chơi xe tăng nó. Tại kiểu gì kiểu nó cũng phải gọi xe đồ lên à. Rồi. Được được, đội mình chưa lên. Mình không phải là cái mình không xung phong được. Được quả hả? Rồi cũng được. Này thì liều mạng nhảy xuống đây luôn. Đấy lên. Này. Tôi nằm đây rồi. Anh em lên kéo cờ đi. Hay lắm. Hay. Phá đi chứ không nguy hiểm cho mình. Này thì lâu lâu mình lú lên mình lạm phát khá hay. Không phải hành động của Trang Tuấn Kiệt nhưng mà binh bất yếm trá các bạn. Ra mình sắp hết đạn rồi. Bắn phát xong rồi nằm xuống là không bắn liên thanh được. Cái shotgun của tụi Mac nó ngon hơn cái của mình. Ủa nó đâu rồi. Ê, anh em bỏ tôi đây mình á. Anh em ơi lên cứu tôi, mình tôi làm sao chú giữ thôi. Trời ơi, nó chạy là tại vì có pháo. Ồ, nó biết nó sắp mất điểm mà nó chơi nguyên dàn pháo vào đầu mình luôn. Anh em chơi hơi nặng tay với tôi nha. Cái thằng lái xe mà là thằng bác sĩ với lại thằng quân y á, chính là cái thằng lên đạn thì nó sẽ là cái thằng tuyệt vời hơn rất nhiều. Để cái xe tăng đó khi mà nó lên nó vừa hồi đạn mà nó vừa hồi máu cho đồng đội luôn. Nó giống như cái trụ luôn vậy đó. Chứ nếu mà nói nó là cái thằng cứu thì chả sai. Ê! Ôi!
anh em lái ẩu thế. Anh nó chơi gì nó ngồi trong đó đâu có thấy gì đâu. Mình né nó mới đúng. Ở ra mình đang tính quay lại là cái xe tăng vừa nổ thì đúng lúc nó vòng rồi mình được kia qua. Đấy. Rồi dùng súng này đi. Tại lên khúc đó là shotgun bắn không còn hiệu quả nữa rồi. Tốt hơn mình điểm xạ 3 phát nó hiệu quả hơn là khi mà mình bắn vào thực chất. Thôi nhưng mà giờ khổ rồi, chạy. Chống tăng đâu, lên xử nó. Cứu tôi. Nên chạy đâu đấy. Đúng lúc điểm mình bị chiếm nữa chứ. Cảm ơn anh em. Anh em để tôi. Ai vậy chú kéo cờ? Lên từ hướng nào? Rồi, rồi ông đội các bạn. Không nổi. Kéo cờ lên, kéo cờ lên. Ok, ngon. À. Hay quá. Ê, đừng có cắn nha tôi nữa ông ơi. Tôi khổ lắm rồi. Này thì bắn tỉa. Lên đi anh em. Xe ra đột kích bên đường bên kia. Tiếc là một quả này không đủ chơi như là bên Gravity. Bên Gravity một quả này thôi là banh cái xe nó rồi. Ây da. Còn giống như là không được quay lại chứ quay lại là ăn đạn chết ngay. Ông vẫn dùng khẩu này đi các bạn. Cái thằng Special á, cái thằng đó nó phải ném cái C4 rồi nó kích hoạt nữa. Nên thằng đó hiệu quả lắm đâu. Cũng may là cái chỗ này nó hẹp. À, anh còn súng ngắn. Cũng may là nó ưu tiên nó chạy lên nó kiếm điểm chứ không mình cũng mệt rồi. Cái gì đấy? À, một chút mình đang lo hướng kia nó lại chơi mình nữa này. À, nó bị dướng hai cái. Chú đột kích anh mà được à. Một mình nó đang nhà nó lấy xe rồi. Trời ơi. Ok vậy cũng tốt. Anh em hồi tôi muốn máu. Thầy thì bắn tỉa bài đặt lên xung quanh này. Ý trời ơi. Nó đột kích nữa. Còn mấy thầy nó cứ xuất hiện khắp mọi nơi vậy. Mệt quá. Ok. Rồi xong. Cái đạn lựu bên này nó bắn hiệu quả lắm. Bên Gravity giờ khi hiệu quả này đi được 3 phát. Dạ. Tăng nó lên dễ thế nha. Nó thả, nó xuống nó chơi mình. Và trong lúc mình đang xung phong nó lại nghe nó chiếm lại điểm này nữa. Ây da, thanh niên này lợi hại thật. Quang đã, cầm cái chân lên lại. Cái chiếm cái điểm đó thì phải cầm súng gun. Tại cự ly bắn rất là ngắn.
một phát shotgun hay là hai phát là nó đi liền. Yeah, công nhận cái tụi Mac này nó đánh liều thiệt. Đúng là lính Hồi giáo quá khác các bạn. Tất nhiên là Hồi giáo cũng có Hồi giáo điếp, Hồi giáo đát nha. Đấy. Anh em đâu? Cứu tôi. Nó đang nạp đạn. Trời ơi, cảm ơn anh em nha. Bắn nó hỗ trợ tôi không chịu đi nạp đạn dùm làm cái gì. Cái chiêu lòng vòng đại tiên nó cũng hay đấy. Anh em cố lên để tôi sửa xe. Này để tôi. Đây đây đây, tôi đang sửa đây, anh em cố lên. Ráng đợi nha. Dù là vị trí vai trò của mình ở trong cái game này là nếu mà chờ hàng này là chỉ đi sửa xe thôi. Trời ơi. Chứ nó canh, nó biết mình là chuyên hỗ trợ sửa xe, nó tương như cái đồ đạn cái là mình chịu à. Mình dùng cái xe làm dịch trắng thì trắng được đạn, nhưng mà không trắng được cái kia. Mày đi đâu cứu giùm phát. Cái súng máy đặt ở đó thì hơi dở. Hầu như cả máy mày chả bị dùng được cái súng máy đó. Cảm ơn nha. Xe này chưa cần, chưa hư. Đây, cố lên. Còn đồng đội mình đã chiếm lại được rồi á. Ây da. Pha nãy nhảy xuống hơi bị hay đấy. Đây mình lại cài mìn thôi. Này phòng nó chiếm lại nè. Đây. Rồi xong. Nó có giáp. Nó lì quá. Còn cái chú đó ba phát gần mà không đi à. Rồi đây. Đây. Anh em cố lên. Đã nhảy xuống điểm nè. Trời ơi. Có cái chỗ đó kiếm núp ngon mà không được. Đây. Lên đây thôi. Nó biết cái điểm này là cái điểm chiến lược mà. Tại vì nếu mà nó mất điểm này, cái điểm từ điểm dưới kia nó đánh lên rất khó. Thành ra nó mới cố gắng như vậy. As an engineer, you will automatically repair vehicles that are near to your vehicle. Ê, cái thằng đồng đội này mình đang tính đứng lại mình bắn cho nó chuẩn mà nó lại súng này nạp đạn lâu rồi, khuyết điểm của nó chứ nó bắn rất là đỉnh đấy. Enemy troops identified. Do you copy? Rồi đây, tôi kéo cờ nó xuống rồi, anh em cố lên. Mình nằm ở đây mình không cướp được điểm. Rồi ok. Hay mình chết. Không phải đồng đội mình, nó bắn phải nó cắn mình các bạn. Over.
Cái ráo làm sao mà cài được mình ngay những cái đường nó leo lên luôn á, lúc đó xe nó lên không được á, mình mới có cơ ăn. Mình là bên tấn công là thiệt rồi. Mình chết cho lựu đạn. Nó biết mình hay nằm á, nó mới tương lựu đạn mình. Rồi, cảm ơn anh em nha. Này thì chơi súng máy này. Xe tăng nó lên rồi mình không kịp chơi. Sao nó gần thua rồi các bạn. Còn màn này có bộ lấn lên khó thiệt á. Muốn bình thường mình chơi 8 đứa mình nằm ở điểm kia mình cũng xả rất ngon. Nhưng mà lên tới bản này đông rồi đó, mình muốn nằm ở đó bắn mà nãy giờ không được luôn chứ đùa đó. À, cái xe nó có hư đâu mà sửa. Lấn lên đúng rồi. Trời ơi. Rồi mình thắng rồi các bạn. Xong là đúng rồi, đội nó bắn nó sẽ tăng kia nổ luôn. Rồi để coi điểm số làm sao. Ây da, cũng được chứ. Để coi 64/8 mà coi như là một mình giết được 8 thằng đi. Nghĩa là cũng ngon quá rồi, nói chung là mỗi bên 16 em. À, bên mình chiến đấu là tương đối tốt. Ok. Rồi bữa nay tới đây đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.